là mỗi ngày chúng ta cần phải nạp ấy, thì cái biotin ở trong này nó đầy đủ luôn rồi. Đó là một ngày chúng ta cần nạp bao nhiêu là trong này nó đã đủ luôn rồi mọi người nhé. Thì cái thành phần này nó có gì đặc biệt? Cái biotin này thực tế nó là cái vitamin nhóm B, chính xác nó là vitamin B7 ạ. Thì nó sẽ giúp cải thiện được cái sức khỏe của tóc móng bằng cách đấy là nó sẽ hỗ trợ sản xuất keratin. Keratin thì là một cái protein chính ở trong tóc và móng của mình. Đó. Và cái biotin này nó sẽ gọi là với móng ấy, thì nó sẽ giúp củng cố cái móng của mình cũng như là làm cho nó sẽ ít bị dễ ít gọi là ít ít bị gãy hơn. Còn với da thì nó sẽ giúp chuyển hóa chất béo và giúp cho da của mình nó được khỏe mạnh và đều màu hơn cả nhà nhé. Thì đấy là cái biotin vitamin B7 đấy ạ. Đó. Thế còn cái thành phần là sắt, thành phần sắt thì mọi người thấy đây là sắt thì nó sẽ tác động như nào với da của mình ạ? Sắt thì nó liên quan đến gì mọi người? Thường nói đến sắt thì mọi người sẽ hay nghĩ nghĩ đến cái thành phần cái gọi là cái gì ở trong cơ thể của chúng ta? Cái gì mọi người nhỉ? Máu đúng không ạ? Chính xác. Nói đến sắt là sẽ nghĩ đến máu. Thế thì cái máu thì nó liên quan gì đến câu chuyện da ở đây? Tức là sắt thì nó sẽ hỗ trợ sản xuất hồng cầu và đương nhiên là làn da của chúng ta với một cái là gọi là hồng hào đúng không ạ? Mình muốn da của mình hồng hào thì phải đủ máu. Mọi người có thể xem cái lòng bàn tay nhé, kể cả trẻ nhỏ hay bất kỳ ai, cái lòng bàn tay mà hồng hào ấy thì thường đấy là người khỏe mạnh. Còn lòng bàn tay mà kể cả trẻ nhỏ ấy, mà cái lòng bàn tay nó bị nhợt ấy, thì nó bị thiếu sắt rất là nặng. Đấy, nó nhợt thậm chí là trắng bệch ra ấy. Người lớn cũng thế. Thì chắc chắn là người đấy bị thiếu sắt rất là nhiều. Đó, vì vậy nên là sẽ cần phải bổ sung từ cái chế độ ăn cũng như là cái những cái viên uống bổ sung là mình nhé. Đó. Thì đấy là về cái viên sắt này. Viên sắt nó cũng sẽ giúp cho cái thành phần sắt nó giúp cho móng của mình nó được khỏe hơn, hạn chế bị yếu hay là gãy gãy. Đó. Tiếp đến đấy là cái thành phần vitamin C. Vitamin C thì mọi người thấy đấy là sản phẩm của Ofem mình thì những cái sản phẩm nào chứa vitamin C ạ? Đúng mọi người. Sản phẩm nào của chúng ta chứa vitamin C? Tại sao nó lại quan trọng như thế? Tại sao mà trong rất là nhiều sản phẩm nó đều chứa vitamin C? Thậm chí là trong cái thời kỳ dịch COVID đúng không? Vitamin C nó lại là một cái vitamin mà người ta còn uống riêng, bổ sung riêng với cả cái lượng khá là cao luôn. Đấy. Đâu, toàn các chuyên gia luôn. Bách này, tảo này, cụ thể là cái viên vitamin và khoáng chất đúng không ạ? Hay là cái viên kids của trẻ em cũng có vitamin C luôn. Cái viên tảo này, rồi là Aqua Glow này. Và trong cái sản phẩm chăm sóc tóc máu này của mình cũng cũng có vitamin C. Thì tại vì nó là một cái nhóm chất chống oxy hóa mọi người nhé. Nó sẽ giúp bảo vệ da khỏi cái tác hại của những cái gốc tự do gọi là hỗ trợ trong cái việc mình trung hòa những gốc tự do đấy và hỗ trợ cái quá trình tổng hợp collagen. Collagen thì nó là một cái sợi collagen ấy, cái sợi collagen dưới làn da của mình ấy, nó sẽ giúp da của mình đàn hồi và cấu trúc da nó sẽ đẹp hơn. Càng về già thì những cái sợi collagen của chúng ta nó lại càng bị yếu là làm cho cái da của mình nó sẽ bị trùng. Đó. Vì thế nên là khi mà chúng ta bổ sung đầy đủ vitamin C ấy, thì da của chúng ta sẽ đẹp hơn rất nhiều. Em mình nhé. Tiếp đấy là cái thành phần selen. Selen thì nó là một cái khoáng chất và nó cũng có cái vai trò như là một cái chất chống oxy hóa ấy, nó cũng sẽ giúp cho bảo vệ những cái tế bào của mình nó khỏi những cái tổn thương đấy và selen thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho cái tóc của mình và nó sẽ hỗ trợ cả cái chức năng của tuyến giáp luôn mọi người nhé. Chức năng của tuyến giáp thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự phát triển của tóc của mình đấy cả nhà nhé. Thế nên là tại vì sao trong cái thành phần sản phẩm của mình nó lại có selen. Đó. Tiếp đến đấy là cái thành phần kẽm ạ. Kẽm thì mọi người biết đấy là ví dụ như là những cái người mà da da mà hay bị bong tróc các thứ ấy, có thể là do người ta bị thiếu kẽm đấy mọi người nhé. Khi mà cái thành phần kẽm này của chúng ta nó được đầy đủ ấy, thì nó sẽ giúp điều chỉnh cái tuyến dầu và hỗ trợ cái quá trình chữa lành chữa lành cho da của mình và nó sẽ tác động đến những cái vấn đề như là da mụn trứng cá ấy, nó cũng sẽ hỗ trợ cải thiện nó nhé.
Tiếp đó là hai cái axit amin cysteine và lysine này, thì nó sẽ hỗ trợ tăng cường sản xuất keratin này, và đấy, đại loại là nó sẽ hỗ trợ sản xuất keratin cũng như là tổng hợp collagen nhà mình nhé. Còn cái lysine thì nó còn cũng hỗ trợ trong việc đấy là hấp thụ canxi nữa, cũng là một cái thành phần rất là quan trọng để cho chúng ta có một cái gọi là tóc móng nó được khỏe mạnh cũng như là da của mình. Thì đấy là ý nghĩa của một số cái thành phần ở trong 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 cái việc đấy là chăm sóc da, chăm sóc tóc, chăm sóc móng, và tại vì sao mà công ty lại phức hợp vào một cái viên như thế này. Và mỗi một cái lọ này thì nó có 60 viên, 60 viên, và giá của nó là 639.000 một sản phẩm này, nhưng mà mình được mua 3 tặng 1. Và sáng nay thì tụi Nga sẽ họp với công ty và sẽ biết thêm cái thông tin chương trình nữa, là cụ thể là mình sẽ còn được tặng thêm cái gì nữa cơ. Thế nhưng mà